Chào các em, hôm nay ta tiếp tục học chương 7, đó là chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Bài 1 vừa qua ta đã học tốc độ hay vận tốc phản ứng rồi. Bây giờ hôm nay là qua bài thứ hai là cân bằng hóa học và bài tập A, cân bằng hóa học. Thứ nhất là ta nói đến phản ứng thù nghịch. Rất nhiều phản ứng là thuộc loại thù nghịch. Ở nhiệt độ hỗn độn cho phản thù nghịch tổng quát là MA cộng NB sinh ra PC cộng QD phản 1, rồi C và D sinh ra là phản ứng làm với nhau, tác dụng làm với nhau sinh lại A và B. Như vậy trong hợp luôn luôn có lặp bọc bốn chất A, B, C, D, đó là tình trạng của phản ứng thù nghịch. Ta cho phần thuần nghịch như vậy, dạng như vậy, MA cộng NB ra PC cộng QD phần 1 là dạng của một phản ứng thuần nghịch mũi tên hai chiều. Đó, qua lại thì lúc đầu đó, lúc ban đầu ta quy ước là lúc T bằng 0 và lúc ban đầu A mới gặp B, chưa còn A mới gặp B thì nồng độ ban đầu vẫn còn nguyên vẹn là nồng độ A vào thời điểm T0 và B, nồng độ B vào thời điểm T0 là nồng độ mol lít là lớn nhất, nồng độ bắt đầu lớn nhất. Cho nên vận tốc phản thuần vào thời điểm T bằng 0 là lớn nhất. Vận tốc phản thuần là vào thời điểm T bằng 0 là lớn nhất vì hai chất còn giữ cái nồng độ bằng ban đầu. Còn phản nghịch chưa xảy ra. AB là phản đâu mà có CD chưa xảy ra. Cho nên rho của C và nồng độ của D bằng 0. Như vậy phản nghịch có vận tốc là bằng 0, tức là vận tốc phản nghịch lúc T bằng 0 là bằng 0. Một bên là lớn nhất, một bên là zero, một bên là từ trên lầu cao đi xuống, một bên là từ dưới đất đi lên. Đó. Khi T lớn 0 tức là qua thời điểm ban đầu rồi. Đó. Phản thuần xảy ra, phản thuần lại xảy ra, cho nên nồng độ của tạp chất A và tạp chất B giảm dần, cho nên vận tốc phản thuần VT cũng giảm dần, đúng ngay đúng. Trong khi đó còn CD đã được tạo ra với nồng độ tăng dần, tăng dần, cho nên vận tốc phản nghịch là VN cũng tăng dần. Đó. Một bên là từ đại gia tỷ phú nghèo dần xuống, nghèo dần, còn bên thế nào, từ bần công quốc giàu lần lên, có lúc đó nào đó thời điểm đó là hai người giàu nghèo như nhau. Đó, tất nhiên là sao, tất nhiên đến một thời điểm T nào đó thì vận tốc phản thuần phải bằng vận tốc phản nghịch, vào lúc đó chính là lúc phản ứng thuần nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học. Đó, lúc mà V thuần bằng với nghịch á thì gọi là lúc đạt trạng thái cân bằng hóa học. Bây giờ sự biến thiên của tốc độ phản ứng thuần nghịch theo thời gian sau, đó, trục khoanh nằm ngang trục thời gian T, trục tung là trục vận tốc V. Đó. Bây giờ cảm thấy là cái đường màu vàng đó là biểu diễn vận tốc phản thuần từ lớn nhất giảm xuống, còn đường màu xanh lục là biểu diễn vận tốc của phản nghịch từ zero đi lên, đó, từ trên V đi xuống, từ dưới lên, và lúc đến lúc là vàng trùng với gì, với lục, tức là vận tốc phản thuần trùng vận tốc phản nghịch hai cái bằng nhau. Cái đường đó chính là đường phản ứng đạt trạng thái cân bằng, phản ứng thuần nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học. Về thuần đó, về nghịch đó, thấy chưa? Vậy rồi. Bằng nhau, vâng tốc phản thuần bằng vâng tốc phản nghịch là cái đường nằm ngang đó. Đó. Về thuần bằng về nghịch.